Những năm trước vào thời điểm sau Tết, tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình thường rất tất bật ra khơi mở biển đầu năm. Tuy nhiên năm nay, giá xăng dầu tăng cao ngay từ những ngày đầu sau Tết khiến các chủ tàu lo lắng, nhiều tàu phải nằm bờ. Phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của tỉnh Quảng Bình với hơn 200 chiếc. Tuy nhiên từ thời điểm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, nhiều tàu chưa thể ra khơi đánh bắt thủy sản do thời tiết không thuận lợi và giá xăng dầu tăng cao. Xăng dầu mà nó lên là cùng một cái tổn hại cái kinh tế rất lớn đấy. Tại vì bình thường là một nửa thôi, bây giờ nó tăng lên gấp đôi. Thành thử là tổn phí nó cao, rồi là bản phương thì mấy ông cũng hơi khó khăn về cái thời kinh tế bây giờ nó cũng hơi khó khăn. Từ đầu năm đến nay, xăng dầu đã tăng giá 4 đợt và đang ở mức cao nhất trong 10 năm qua. Ngoài các chi phí như nhân công, lương thực thực phẩm, thì nhiên liệu chiếm hơn 50% chi phí của mỗi chuyến biển. Giá xăng dầu tăng, sản lượng khai thác thì ít, giá cả không ổn định đã tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Tụi em ra đi là dầu đã đắt, rồi trả cho bạn họ đi về mình một tàu đã phải 6 người từ người bạn, một người cứ 4 triệu đến 5 triệu. Mình phải đánh bắt là phải vô bản là khoảng tầm 100, 150 triệu, thì dư thừa được 30 triệu để sống sinh sống. Chứ nếu mà khoảng 100 triệu là cũng vừa dầu với là vừa tổn phí thôi. Chi cục thủy sản cũng đã thông tin cho bà con là tìm hiểu cái ngư trường và là làm thế nào đó là kết hợp giữa đánh bắt và cái đội hậu cần nghề cá để là tiết kiệm cái chi phí của chuyến biển, đặc biệt là chuẩn bị để đi biển là dài ngày, tránh cái trường hợp là tàu phải chạy ra chạy vào nhiều lần. Thời điểm này, ngư dân cả nước nói chung và ngư dân tỉnh Quảng Bình nói riêng cũng mong muốn các cơ quan ban ngành liên quan sớm có những giải pháp chính sách hỗ trợ giá xăng dầu cũng như tạo đầu ra cho xuất khẩu hải sản ổn định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác nguồn lợi thủy hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.